xin chào các bạn đã quay trở lại Thinh View và mình là Hưng Khúc. ở đây thì mình đang có chiếc Surface Pro 11 chạy Snapdragon X Plus, còn đây là chiếc Surface Laptop 7 15 inch chạy Snapdragon X Elite. mình đã làm việc và trải nghiệm thực tế chúng được vào khoảng là bốn cho đến 5 ngày rồi. thì khi mà đọc comment của các bạn ở trên kênh Thinh View ấy, mình thấy là rất nhiều bạn đang có ý định đi mua laptop Snapdragon X Series và chắc là cũng sẽ chỉ vào khoảng là vài ngày nữa thôi thì các sản phẩm chính hãng nó sẽ được mở bán tại thị trường Việt Nam. Nên là mình muốn làm một video chia sẻ với các bạn những cái đúc kết hay là những cái lưu ý và những cái điểm chính mà các bạn cần quan tâm trước khi xuống tiền nhá. Điểm tích cực đầu tiên đó là nhiệt độ của những dòng máy này nó đã mát hơn rất là nhiều. Dòng Surface Pro của Microsoft nó là những mẫu máy rất nhạy cảm về mặt nhiệt độ. Ngay cả đây thì mình đã có phiên bản Surface Pro 10 nó mới ra mắt được vào khoảng là vài tháng trước thôi. Nó chạy chip Intel Core Ultra U-Series tức là cũng thuộc dạng tiết kiệm điện của tiết kiệm điện của Intel rồi Nhưng mà nó vẫn hơi hơi ấm lên ở bề mặt khi mà mình làm việc với cả những cái tác vụ văn phòng Thì vấn đề này nó đã được giải quyết ở trên phiên bản chip Snapdragon X Plus Nhiệt độ bề mặt của phiên bản Snapdragon nó sẽ chỉ vào khoảng là 30 độ C mà thôi Tức là khi các bạn chạm tay vào màn hình thì gần như là không cảm thấy bị ấm lên Trong khi thì phiên bản Surface Pro 10 chạy Intel Core Ultra nó sẽ cao hơn vào khoảng là từ 3 cho đến 4 độ C mà hệ thống tản nhiệt bên trong của hai máy là giống hệt nhau nhé đều có một quạt và cách sắp xếp linh kiện bên trong là nó cũng sẽ tương đồng là như vậy nên là có thể kết luận là chip Qualcomm chạy trên phiên bản Windows ARM ấy nó có tính hiệu quả về điện là cao hơn từ đó giúp cho máy mát hơn điểm quan trọng thứ hai đó chính là về pin mình sử dụng bài test giả lập các tác vụ văn phòng như là gõ phím soạn thảo văn bản làm bảng tay Excel hội họp video call cho đến làm những cái tác vụ đồ họa ở mức vừa mình cũng để độ sáng vào khoảng là 70%, thì chiếc Surface Pro 10 chạy Intel Core Ultra nó sẽ chỉ trụ được vào khoảng là 6 tiếng rưỡi, trong khi đó thì em Surface Pro 11 này nó trụ được lên đến là 8 tiếng rưỡi cơ. Trời ơi, các bạn đã thấy sự khác biệt quá là trời chưa? Mà so sánh hai em Surface này với nhau thì nó quá là chuẩn bái rồi, vì cả hai đều có chung mức dung lượng pin vào khoảng là 48 Wh và các thành phần phần cứng khác nó cũng giống nhau lên đến là 99%, nên là thua do thời lượng pin thì là do tối ưu pin chưa bằng rồi chứ không thể đổ lỗi cho bất kỳ một cái thành phần phần cứng nào khác được đúng không ạ. Vậy nên thì nếu như các bạn thực sự cần một chiếc máy pin cực kỳ trâu để các bạn có thể là mang ra cà phê hay là có thể làm việc ở bất kỳ đâu mà không cần phải kè kè cái cục sạc ấy thì chắc chắn các bạn sẽ phải ưu tiên những chiếc laptop chạy Windows ARM và chip Qualcomm Snapdragon rồi. Điểm số 3 nó cũng tác động rất lớn tới trải nghiệm sử dụng của người dùng, đó là tốc độ đóng mở app. Thì laptop Windows ARM nó cũng có tốc độ đóng mở app là nhanh hơn thấy rõ luôn. Cái này thì mình cũng đã có video chia sẻ với các bạn rất là rõ rồi. Tất cả là nhờ vào phiên bản Windows ARM mới, nó tối ưu hơn chứ cũng không hẳn là nhờ vào tốc độ của SSD nhá. Mình cũng đã so sánh với cả chiếc Dell XPS chạy Intel Core Ultra có SSD tốc độ khủng bố hơn rất rất nhiều, nhưng mà cái tốc độ đóng mở apps nó vẫn không thể nào bằng được so với cả chiếc Surface Pro 11 này nha. Điểm số 4 mà các bạn cần quan tâm đó chính là về mặt hiệu năng thì những chiếc máy này chắc chắn không nên dùng để mà làm việc với cả những tác vụ liên quan đến đồ họa nặng hay là làm kỹ thuật red 3 d các kiểu ấy hay là chơi game vì thực ra thì hiệu năng thuần của Snapdragon X Plus hay là X Elite nó cũng mới chỉ dừng lại ở mức là phù hợp với cả bốc mọc nhẹ mà thôi. Nên là cho dù sau này có nhiều phần mềm đồ họa khủng như là Premiere, After Effects hay là Blender chạy native với cả phiên bản Windows 10 này ấy, thì đây cũng sẽ không phải là những bộ máy phù hợp với cả những nhu cầu làm việc hardcore đó nó sẽ chỉ phù hợp để mà so sánh với cả MacBook Air thôi chứ không phải là MacBook Pro nhá hay là nó cũng sẽ chỉ phù hợp để mà so sánh với cả Ultrabook mỏng nhẹ mà thôi chứ không nên dùng để mà so sánh với cả laptop gaming hay là laptop đồ họa nha có thể là sau này quan công sẽ ra mắt các phiên bản hiệu năng mạnh mẽ hơn như kiểu là X Diamond hay là X Ultra gì gì đó phù hợp để mà chúng ta làm việc với cả những tác vụ nặng hơn làm đồ họa nặng hơn hay là chơi game thì tính sau chứ còn X Elite và X Plus không phải là những dòng chip để mà làm việc với cả những cái tác vụ nặng đó. Rồi và đó là những điểm mạnh của laptop ARM chạy Qualcomm Snapdragon. Và mình nghĩ là đây đều là những thứ đáng đồng tiền nhất, rõ ràng là nó không phải là những cái thứ màu mè hay là AI nửa vời này nọ mà nó là những thứ sẽ tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày của các bạn nhá. Tuy nhiên thì nếu như các bạn đã thích quá rồi và muốn mua lắm rồi ấy thì tiếp theo mình sẽ lưu ý trước một vài những cái hạn chế của những cái mẫu máy này nhá. Và đừng quên là nếu như bạn đang có nhu cầu mua những chiếc laptop ARM ấy, thì có thể đặt trước tại Cellnest. Cũng sẽ chỉ vào khoảng vài ngày nữa thôi thì laptop ARM chạy Qualcomm Snapdragon sẽ được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Và Cellnest cũng sẽ có đầy đủ những dòng máy này để các bạn có thể là mua hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, từ nay cho đến ngày 31 tháng 10, Severus áp dụng ưu đãi tiệu trường cho các bạn là sinh viên với những cái deal rất là hấp dẫn. Ví dụ như là các bạn đi mua MacBook hay là iPad sẽ được giảm giá lên đến là gần 500.000 này. Laptop Windows tất cả thương hiệu được giảm giá lên đến là gần 800, kết hợp với cả chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên tới là gần 5 triệu và đặc biệt là Selfness hỗ trợ trả góp 0% nếu như các bạn là sinh viên thì các bạn sẽ không cần chứng minh thu nhập và mọi thông tin chi tiết về chương trình cũng như là các mẫu laptop đã được giảm giá nhân dịp tiệu trường thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả để mà cho các bạn tham khảo kỹ hơn nhé và những điểm đầu tiên đó chính là giới hạn phần mềm thì thực ra tất cả những phần mềm nó đã đều có thể chạy được thông qua lớp Ảo hóa Prism hay là cũng có rất là nhiều những ứng dụng nổi tiếng nó đã chạy Native với cả phiên bản Windows ARM rồi. Tuy nhiên là bên cạnh đó nó vẫn có một vài những phần mềm không chạy được. ví dụ như là có một số loại máy in cũ hay là các thiết bị ngoại vi cũ nó sẽ không cài được ở trên chiếc máy này. hay là VPN hiện tại thì gần như là cũng sẽ không thể nào cài được này. hay là một vài tựa game nó cũng sẽ không chạy. hay là bản Google Drive cho desktop nó cũng sẽ không chạy nhá. mình cài thì nó sẽ báo luôn là Windows Architecture không hỗ trợ cái này thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh em dùng nên là các bạn lưu ý nhé mình nghĩ đây cũng sẽ không phải là vấn đề quá là lớn đâu và chắc là cũng sẽ chỉ vào còn là một thời gian ngắn nữa thôi thì tất cả phần mềm nó cũng sẽ hỗ trợ à, bởi vì con chip nó đã xịn rồi windows RM nó cũng xịn rồi thì việc phần mềm hỗ trợ nó sẽ chỉ là vấn đề một sớm một chiều mà thôi Nhược điểm tiếp theo ấy, đó là các tính năng AI hiện tại nó đang rất thiếu thực tế và thực ra là cái chất lượng của nó nó cũng sẽ không quá tốt nhá. Mình cũng đã có video nói rất rõ về điều này rồi và dường như là các tính năng này nó mới ra mắt để mà minh họa cho khả năng xử lý AI của con chip NPU mà thôi. Chứ còn các tính năng thực tiễn cao như kiểu là nhiều mô đồ AI chạy on device và xa hơn nữa đó chính là cả một mô hình Windows Kerberos Runtime để mà giúp các nhà lập trình viên tích hợp các tính năng AI vào bên trong ứng dụng của mình thì nó lại chưa có ở thời điểm hiện tại nhé. Nhưng mà mình khuyên là các bạn không nên kỳ vọng quá là nhiều hoặc là mua máy vì những cái sự cam kết của nhà sản xuất trong tương lai, vì cái tương lai tươi đẹp đó nó có thể đến hoặc là không. Nên các bạn hãy cứ thực tế là mua máy vì những cái trải nghiệm nó đã tốt rồi, dùng đã sướng rồi thì mới xuống tiền nhá. Và lưu ý cuối cùng là các bạn đừng quên là laptop đạt tiêu chuẩn Copilot Plus PC Nó cũng sẽ được ra mắt rất là nhiều trong thời gian tới Đó là những mẫu máy mà được trang bị chip Intel Luna Lake hay là AMD Strix Point à, Nó cũng sẽ được update những cái tính năng AI mới nhất ở trên phiên bản Windows mới nhất Và nó cũng sẽ có thời lượng pin dự kiến là cũng sẽ trâu hơn Nó cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn đi kèm với cả đồ họa rời của Nvidia nữa Nên là có thể nếu như mà không gấp lắm các bạn hãy đợi thêm một thời gian nữa thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn À, nói đến đây thì mình lại nhớ ra có một cái lưu ý nữa Đó chính là laptop Windows ARM chạy Qualcomm Snapdragon Thì khả năng cao là mức giá của nó sẽ không hề rẻ nhá Ví dụ như là chiếc Surface Pro 11 mà mình đang có ở đây Nó đã có mức giá vào khoảng là trên 30 triệu rồi Và chiếc Surface Laptop 7 1TB này Nó có mức giá là 70 triệu Và mình nghĩ là cái mức giá chính hãng ấy Nó cũng sẽ đâu đó loanh quanh vào khoảng là 30 triệu Vậy nên thì mình rất là e ngại Sắp tới mình sẽ phải nói với các bạn là không có sản phẩm tệ mà chỉ có mức giá tệ mà thôi. Và đó là tất cả những cái lưu ý, những cái ưu điểm và cũng như là những cái nhược điểm của các mẫu máy mà đang được rất nhiều các bạn quan tâm. Và hi vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thêm thì hãy comment phía bên dưới nhá. Mình sẽ trả lời và gửi tới các bạn trong các video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.